chào, xin được phép giới thiệu đây là một khu dự án đất nền gần như là còn sót lại ở tại khu quận 9. Thì khu này là khu đất nền Tân Cảng Phú Hữu, khu được cán bộ và nhân viên Tân Cảng với công ty địa ốc Tân Cảng làm chủ đầu tư. Thì đây là một cái quỹ đất rất là đẹp. Đường này, trục đường này là 20m, trục đường chính. Nói lại ra Nguyễn Chí Trinh, thì từ cái vị trí này đi về tới Nguyễn Chí Trinh là vòng xoay Phú Hữu là đúng là coi như là 1 cây số. Thì được đánh giá đây là một cái dự án view sông, gần như là một bán đảo biệt lập rất là lớn. Sông này là cái tên gọi là sông Bậc Vua. Sông này là phía đối diện của mình là khu dân cư của Tiến Hưng. Thì với diện tích phân lô ở bên đó thì 50m2, nhỏ. Đường vào thì nhỏ hơn, so nói chung là về yếu tố thì đường nhỏ hơn, hay là hẻm 102 thuộc phường Long Trường. Còn dự án của mình là khu Phú Hữu. Rất là đẹp. Thì đây là những cái công viên dọc bờ sông, như uốn lượn như một cái bán đảo biệt lập. Cái khu này mà mình để về sống và nghỉ dưỡng thì rất là tuyệt vời. Còn về tình trạng pháp lý ở đây thì đa số thì mỗi lô thì có đều là sổ tách thửa. Diện tích ở đây thì có 4 lóc nhà phố, thì tối thiểu của mình là coi như là ngang 5, dài 17, 85m2. Còn về những cái dãy này là dãy biển sông, này là dãy biệt thự, cá nền của tên là coi như là 200m2. 95m2, ngang 10 dài 19 năm. Thì cái này là cái khuôn viên bờ sông. Khuôn viên bờ sông này rất là đẹp. Mình thấy lòng sông rất là lớn. Rất là đẹp, tuyệt vời. Nếu mà mình ở và nghỉ ngơi, nếu như chiều sau này cái lòng sông này là mình dư sức có thể thăm một cái siêu thuyền. Nói liền qua sông Đồng Nai thì mình đi về Vũng Tàu hoặc là đi về một cái nơi khác nó rất là đẹp. Tương lai là chỗ này sẽ có một cái bãi thiền, tại vì là cái khu căn hộ phía trước này là của khu cán bộ hải quân, cấp cho cán bộ hải quân được ở. Cái khu 2,3 hecta này là thuộc khu nhà phố Valencia với 168 căn nhà phố và một dãy shop house. Lòng sông rất là đẹp. Đây là một hình ảnh thực tế toàn khu của cái dự án này. Nếu như quý khách các nhà đầu tư mà mình nhắm về những cái dự án này trong một cái bán kính nó không có quá xa so với những cái thành phố vệ tinh, như là đi về khu Lakeview, như là đường Vành Đai rồi đi qua, với cái mức giá mà hiện tại bây giờ là ở những khu này, bây giờ khu đất nền này thì cái giá hiện tại bây giờ là chỉ có tầm 27 đến là 9 triệu một mét khu nhà phố này, dãy nhà phố. Cống và tụ điện, đường thì ở đây thì độ cao đường của mình 12m với 3m, hệ thống hạ tầng ở đây thì nói chung là đảm bảo. Đây là một cái dự án mà được đánh giá là tôi rất là thích, cho nên là thu hút với cái nhà đầu tư về đây. Rồi, xin chào. Nếu như mà thông tin gì mà quý khách đầu tư có nhu cầu mà tham khảo tham quan thực tế về khu này thì xin liên hệ với tôi qua số điện thoại là 0903 111 365, thì được tư vấn tận tình, tham quan thực tế, am hiểu về dự án rất là sâu, và tôi cũng đã chuyển nhượng ở trong đây rất là nhiều nên rất là am hiểu. Xin cảm ơn, kính chúc quý khách đầu tư coi như là một ngày nhiều niềm vui và đầu tư thắng lợi lớn. Xin chào.